xíu này, clear nha. Mình sẽ bỏ cho nó bám cái clear đó, cái spot của tinh tuyến nè, đặt lên đó. Đánh nó ra, tại cái tinh tuyến này cái hộp nó rất là bự ha anh chị ha, nên là mình cần đánh nó ra. Tinh tuyến này rất là đẹp nha, nó đủ màu hết á. Mình sẽ lấy thêm lấy ít ít thôi, cho mình đánh toán nó ra xong. Các em chỉ thấy đẹp ha. Xong cái mình sẽ dùng clear nhẹ, mình làm cho cái mặt này nó đều nè, để mình làm cái ray nha. Tại khi mà anh chị em đắp sparkle mà nếu mà nó mịn á thì không nói gì, nhưng mà nó nếu mà nó không mịn á thì anh chị vuốt cái ray á nó rất là khó. Mình sẽ vuốt cho nó mịn này. Xong mình sẽ lấy cái màu nương nha. Đây là màu nương, lấy ít thôi đây ha. Mình sẽ đặt nhẹ lên, mình đẩy lên phần cuticle trước đó. Mình đẩy lên trước xong cái mình vuốt xuống đó. Xong mình sẽ tém hai bên hông vô nha. Lại uống cà phê nó rung quá anh chị. Đây xong, mình để im một chút xíu đi ha. Rồi, qua cái ngón cái. Thank you chị, cái clear, cái sparkle này rất là đẹp nha. Khi mà tí nữa anh chị sẽ thấy em sơn cái top cup lên nó rất rất là sáng luôn. Đó, mình sẽ bỏ lên nha. Mình làm từ từ thôi anh chị, không cần gấp đâu. Vuốt xuống, vuốt xuống. Xong mình sẽ lấy sparkle đặt lên. You like it? I love it. Good. Thank you. It's good. Put it on the top cup, it's shiny. Super shiny. Waiting. Mình cứ đắp từ từ vậy thôi ha. Mình không cần gấp tại clear này nó rất là lâu khô. Xong mình sẽ phủ một lớp clear nhẹ lên trên nha. Nên là mình phủ lớp clear nhẹ lên trên để khi mà mình vuốt ombre á, thật sự là mình làm ombre bất cứ màu nào đi chăng nữa thì cái bề mặt mà để mình tạo ra ombre đó thì cái đó phần đó là phải rất là mịn và rất là láng nha. Nó phải láng thì anh chị mới vuốt cái ombre nó mới smooth được, nó mới đẹp được ha. Đây. Mình sẽ đặt lên, mình sẽ đẩy cái lên cái cuticle nè, đó. Đây, mình sẽ đẩy lên cái cuticle, mình vuốt nhẹ xuống đó. Vuốt xuống, tém hai bên hông vô à. Bên hông lên lem thì mình sẽ tém vô đó. Xong. Để một chút xíu ha. Ok. Bây giờ cái màu clear này xong rồi, em đánh clear thì mình sẽ phủ một cái lớp clear nha. Mình sẽ đắp lên một cái lớp clear nhẹ, vừa mỏng thôi. Đó. Anh chị nhìn cái đường cọ của em đi nha anh chị nha. Khi mà anh chị muốn học cái cách đắp bột giống như em á thì anh chị phải nhìn những cái đường cọ của em đi. Đó. Mình sẽ vuốt xuống. Vuốt. Nó còn dẻo quá nha anh chị nha. Tại vì mình làm khóc phình nên là mình phải tém hai bên hông vô.
coffin nhẹ thôi, chứ không phải là dạng như coffin mà dài được ha. Mình kệ nó luôn, để nó đi, để mình vô xếp. Bộ này hả? Bộ này thì 70 đồng thôi, nhẹ nhẹ 70 nha. Ngắn hay dài gì ombre em cũng làm 70 đồng. Mình đập nhẹ, đập nhẹ, đập nhẹ, tém nhẹ vô nha. Đập xuống tém nhẹ vô, đừng để nó thiếu hai bên hông nha anh chị nha. Tém tém buốt xuống bụp. Ví dụ như anh chị lấy rẻ hơn một chút, ví dụ ombre cửa tiệm anh chị hình như 60 đồng á, thì nó cũng lời được cái hũ bột rồi anh chị ha. Còn làm cái bộ tiếp theo là mình ăn từng lời thôi. Đó. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đắp cái màu sáng nha. Ok, bây giờ mình sẽ đắp cái màu này, M55. Hello, hello. Hi. How are you? Good. Can I help you? You have an appointment? And just sanitize hand and just sign please. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái màu này. Đây, màu xanh nè, anh chị thấy ha. Màu rất là đẹp nha. Khi đi. Mình tưởng là giờ đang khỏe, đang kiếm ai làm cho nó mệt nè. Đó, màu xanh là rất là đẹp ha. Làm mới làm cũ gì em cũng giống như một giá nha anh chị nha. Em chỉ lấy một giá thôi, một giá một. Làm mới thì em tháo ra, ví dụ như tháo ra bộ mới thì mình sẽ tính thêm tiền tháo. Còn cái này thì mình đâu có tính thêm tiền tháo. Lấy cái màu ra. Tiệm anh chị nào mà đang làm móng ngắn thì chắc cần phải xem nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái màu nâu. Đây, mình lấy nhẹ cái màu nâu thôi. Như cái này là mình lấy hơi nhiều đó, nhưng mà mình sẽ tém, ráng tém gọn cho nó ít lại nha. Đây, mình sẽ đập cái tay ra, mình vuốt xuống nè. Vuốt xuống, mình tém hai bên hông vô. Chị thấy ha, vuốt nhẹ nó xuống nè. Cái cọ này nó hơi bự, cái cọ của 12 của em nó nó bị hư rồi. Ok, mình lấy tiếp tục. Màu rất là đẹp ha, không bị ma bò nha anh chị nha. Đó. Từ mình đập lên. Mình đập cho cái phần này nó mỏng nha. Sao bé Loan? Hốt hết đi. Nè, rảnh là phải đi nói. Lãnh được chút xíu là cái miệng bận phải không? Làm việc luôn tay luôn chân luôn miệng giống như phụ luôn phải được. Đâu có thể nào mà ấy được. Không đánh được. Thế trẻ là phải kế thừa và phát huy đúng không? Ờ, vậy hả? Kế thừa và phát huy nó không phát huy cái nghề, nó phát huy cái chuyện sửa với nội sơn không? Đây, cái này mình lấy nhiều hơn chút nha. Đặt lên nè. Khi mà anh chị đặt lên á, anh chị giữ cái cọ một chút xíu, xong anh chị nhấn nó lên nè. Đó. Đẩy nó lên từ từ nè. Không, đẩy nó lên từ từ. Xong cái phần dưới nè, mình ịn nhẹ vuốt xuống. Đó. Thì anh chị muốn mà nó sâu hơn chút xíu nữa thì lấy nhiều hơn, nhưng mà cái này là được rồi. Đó.
tiếp tục đi. Đó, sao mình đặt lên nè. Thật sự móng ngắn thì anh chị rất là khó vuốt ha, mình lấy dừa thôi, mình lấy ít thôi. Vuốt nhẹ xuống. Dưa bột thì mình đập, mình tém, mình nhấn vô. Thì nhấn vô cái chỗ này nó sâu và nó sẽ dày hơn một chút xíu, thì mình vuốt ra thì nó vừa đủ bột ha. Đây. Đó. Xong mình sẽ lấy cái màu như mình đặt lên, xong mình nhấn lên, nhấn lên. Đó. Nhấn lên. Xong cái mình đè xuống mình vuốt nè. Vuốt nè, thấy hả? Xong cái phần này nó lem á, mình sẽ lấy cái mũi cọ nè, thiệt là bén, mình vuốt xuống, đó, có mình vuốt nhẹ xuống cả nữa, xong, chị thấy hả? Đơn giản, ok. Hello Dương Thúy Nhung, hả? Con chắc được cái dạng mà kế thừa nhưng mà chưa phát huy được. Không phát huy rồi em, nói chung là đợt trước không có hẹn vậy mà giờ hẹn nhiều đó. Đợt trước không có, giờ hẹn nhiều đó, sửa với lại ráp rồi đó. Với là cầm len đấy sư phụ, làm khớp phình mà bên khớp phình bên vuông nữa. Ờ vậy đó, hả? Cái đó nó hơi căng rồi. Khớp phình nhớ không? Mà bây giờ cầm len con là sao làm một bên khớp phình, một bên kia vuông. Ồ. Quá tài. Hay rồi, cái đó anh Vũ không ra nữa em. Nó hơn hơn anh rồi đó. Dư bột mình lấy ha. Không để cái đó anh chưa. Ờ cái đó anh phải đi học em rồi á. Chứ em căng quá rồi. Đây mình sẽ lấy cục bột, mình sẽ đặt lên nhẹ thôi nha. Đặt lên, tém bột lên. Từ từ, không gấp nha anh chị nha. Đó, tém bột lên từ từ. Thấy tròn critical rồi. Để mình tém xuống một vuốt nè. Vuốt. Xong. Hai bên hông á thì mình sẽ lấy cái mũi cọ thật là bén, mình vuốt tém vô. Bên đây cũng vậy, mình lấy cọ thiệt là bén, vuốt xuống, tém vô, xong. Đó, chị thấy ha. Okay. Good. You like matte or you like shiny? Shiny. Shiny. Matte don't stay long. Mình đặt lên, đặt nhẹ nhẹ. Khi móng ngắn anh chị để lên cao lên chút xíu nha anh chị nha. Cái móng á, móng ngắn á, để mình để lên cao hơn một chút xíu. Rồi lâu lâu có một khách móng ngắn vừa đắp quái gần chết hả. Mình vuốt nhẹ xuống, tém nhẹ xuống. Nhớ nha, đừng có để dày quá nha anh chị nha. Dày quá thì tí nữa, một là anh chị đắp clear, hai là anh chị, nếu mà dày quá anh chị bắt buộc phải dũa xuống cho mỏng thì đâm ra thì cái chỗ mà ray á nó bị hụt ha. Đó, thì nó sẽ bị thiếu. Rồi mình vuốt xuống. Vuốt xuống, tí mình vuốt xếp sau ha. Xong. Mình sẽ lấy một chút. Khi mà anh chị đặt cái phần nương này lên á, anh chị nhớ lưu ý nha, đặt là để im cây cọ một chút xíu để anh chị khi mà anh chị mà đặt lên mà thả ra liền á, thì cái màu nu này nó bị lợt màu, thì anh chị đắp cái ombre á nó rất là lợt ha. Đó. Mình sẽ để cái cọ lâu hơn một chút xíu nha, bình thường thì nó mới cover được nha anh chị nha. Đó. Cái nu này là đắp màu nào cũng được hết á, nói chung màu đen thì mình cần lựa cái màu nu đậm hơn một chút xíu chứ không có dùng cái này.
nhưng mà đa số màu đỏ cũng được nữa, nhưng mà màu đen thì không được nha anh chị nha. Màu đen thì anh chị phải dùng cái màu nâu đậm hơn một chút xíu. Đây thì cái này mình sẽ đắp cao lên một chút xíu, kéo xuống. Thì anh chị để ý nha, thì anh chị lấy cái màu bột á, mà bột màu này nè, mà nó chảy quá, nó nhiều nước quá thì anh chị sẽ để ý thấy là nó sẽ bị lợt màu đó, nó không có được đậm màu. Thì anh chị đắp ombre cũng vậy nha. Ê, không thấy hả? Chết mẹ đi. Đó, mình sẽ vuốt xuống, mình cắt bột đi. Tại sao em phải cắt trên cái móng thiếp một chút xíu đây ha? Thì cái phần này á, tức là cái phần dư mà nó dày nè, em sẽ vuốt nhẹ xuống là nó sẽ đều nè. Thấy không? Đó. Mình tém cái bên hông một chút xíu, thì tùy cái cặp mắt của anh chị nhìn nhé. Xong mình sẽ phủ cái cọ đi. Và mình sẽ lấy cái màu nâu. Đây, anh chị em sẽ để im một chút xíu cho nó giữ cái màu nha. Nếu mà anh chị mà bỏ lên liền á thì đâm ra cái màu nó bị lợt, nó sẽ show up cái đường thiếp. Đó. Bột vừa chín thì anh chị sẽ thấy nó đậm màu hơn nè. Đó. Xong mình vuốt xuống nè. Thì ha. Đó. Xong mình sẽ liên cái bên hông cho nó chút xíu. Đó. Thôi chị Hồng Nhung, mình sẽ đặt lên cao, để nhẹ cái cỏ xuống. Nhìn cái cây cỏ em đi nha. Họ thấy không? Thấy chưa? Đó là bị lớp mạng rồi ta. Alo, có ai thấy không? Alo, có ai nghe em nói gì không? Cái kìa, bị lớp mạng hả ta? Mình vuốt xuống nè. Vuốt xuống nè. Thấy anh? Ủa thấy mà. Ồ thấy mà. Ok. Thì tiếp tục nha. Thì anh chị nào mà thấy mà cái màu nâu của mình mà không có cover được á, thì anh chị để ý nè. Mình lấy cái cục bột mình để một chút xíu ha. Cái mình đặt lên nè. Đó. Mình đặt lên. Mình đẩy lên nè. Mình giữ nước ở trong cái bột mà trong cây cọ, nhưng mà không có để cho nó quá loãng nha. Vuốt nhẹ xuống nè. Vuốt nhẹ xuống. Đè vuốt nhẹ xuống. Đây. Để thấy cái ombre ha, cái mình lên ha. Cái phần hai bên hông á, em cái này á nó rất là bự ha, tí nữa mình cỡ nào mình cũng phải dũa xếp lại nên là mình không có cần thiết ha. Dạ ok, tiếp tục nha. Thấy cái đường cọ em đi nè, khi mà em đặt cái cục bột này nha, mình đặt lên nè. Đây, mình đặt lên, mình để một chút xíu, mình kéo xuống. Mình phải hiểu bột mình là bao lâu nó khô. Ví dụ như anh chị cái bột mà nó khô á, anh chị đặt xong anh chị kéo xuống, thì anh chị phải bắt buộc anh chị phải lấy nước một lần nữa để anh chị vuốt ha. Còn cái này thì cái bột nó rất là dẻo, anh chị thấy nè ha. Đó, nó như dạng như mà đắp treo vậy đó, nhúng ly quịch xong vuốt vậy đó. Nó dẻo cỡ đó. Mình cắt bột đi nè. Cắt đi. Xong vuốt xuống. Những cái móng ngắn này mình không thể nào mình đắp dày thiệt dày giống như những cái móng coffin kia được nha. Mình đắp vừa thôi. Xong. Có điện thoại, có đệ tử gọi nhưng mà không nghe được, đang live stream. Ok, mình sẽ đặt lên nè, đặt im một chút xíu, mình đẩy lên, đó, mình đẩy lên, em không có đậm nữa nha, đó, mình đẩy lên, tém qua, bên nào thiếu thì mình tém qua, mình vuốt nè, vuốt xuống, đó, mình tém hai bên hông, vô. Xong. Dạ, ly vịt này là ly vịt CND nha.
Good. 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 New color for you. Good. Bắt đầu giờ mình sẽ giữ shape. Dạ, liquid CND nha chị nha. Liquid CND thì nó hơi hôi một chút xíu. Dạ, bột new là bột của Not Polished bên em luôn nha. Đây, bây giờ mình sẽ giữ shape nha. Mình sẽ đặt ở ngay cái phần này. Đó, mình canh nè ha. Thì mình vô nhẹ thôi nha. Coffin shape này không phải là cái dạng coffin shape mà thiệt là nhỏ kia đâu. Cái này là mình giữa cho nó vừa đẹp cái thon gọn cái tay khách thôi. Bột nu là 102 của bên Not Polish nha anh chị nha. Đây mình sẽ giữa thẳng. Mình làm sao mà cho nhìn cái tay khách nó gọn thôi. Đấy, anh chị thấy cái tay khách nó rất là gọn nè. Đó, gọn gàng thôi chứ không phải là cái coffin shape kia nha. Nếu mà anh chị mua một hũ á, thì ở trên website là hiện tại là 20 đồng nha. Còn anh chị mua nguyên line á, thì supply nó sẽ có một cái giá tốt cho anh chị. Supply nó sẽ có một cái giá tốt cho anh chị nha. Thì anh chị có thể lên website của notpolish.com, anh chị có thể xem và tham khảo nha. Notpolish.com, đây là cái tên của notpolish.com nha. Notpolish. Đó, thì anh chị lên cái notpolish rồi anh chị tham khảo nha. Em là em mê chỉ mê bột mà em mê cái dũa nữa ý anh cho. Dũa nào dùng? Trời ơi, thiệt luôn á hả? Em có mê anh không? Thiệt chứ không. Em không mê anh chứ em mê đồ anh thôi chứ còn có anh là anh mê em rồi đó. Căng rồi. Còn màu khác thiên hơn không anh? Dạ, cái này anh chị nhìn vậy thôi chứ nó cũng thiên dữ lắm mà nha. Nó không có phải là nude hoàn toàn đâu. Để em nhả bớt cái dung ra cho anh chị dễ nhìn. Đó. Cái coffin này đó thì mình chỉ thật sự những cái móng ngắn này anh chị kêu là dũa giống như cái móng kia thì không được, nhưng mà mình sẽ làm cái thon ha. Anh chị đã thấy cái móng thiệt của khách rồi. Đây. Mình làm cho nó thon thôi, nó đều, nó đẹp thôi. Đó, đây. Đó. Còn màu pink hơn không? Không, cái màu này là màu pink rồi đó. Pink new mà. Cái này là half pink, half new mà. Còn hai pearl là cái màu mà giống như là màu new hơn á thì có 137 nha. Còn cái màu này á thì nó pink rồi. Chị ha, dũa cho nó thon gọn, cái móng nó đẹp. Anh chị nãy cũng thấy rồi, cái tay khách thì nó cũng không có được giống như là không phải là không đẹp, nhưng mà nó giống như móng nó không có được nói sao ta, giống như không phải đẹp xuất sắc đó anh chị không. Hello chị Mia, Mia Lê. Nãy chị gọi cho em nhưng mà em đang live nên là em không có bắt máy được, sorry chị nha. Ok, lát trả lời inbox hỏi đi trả lời luôn nè. Cứ hỏi đi. Like it. Love it. Good. Love it. See anytime, it's cute. Trời, làm gì xin lỗi Trang vậy? Có gì đâu. Tại em đang livestream em không có nghe được nên em xin lỗi chị thôi mà. Em có bán cây dũa, cây dù ở em đang ở không là sao? Là sao không hiểu? Chưa hiểu lắm rồi nha. Mưa ngắn nhúng sao dễ không bè. Móng ngắn nhúng sao á hả? Ồ, móng đợt đó chỉ thôi mà, đó đợt đó là mình sơn
ví dụ như dipping đi thì mình sơn một cái ở giữa thôi nha, mình sơn ở giữa thôi, mình sơn cứ 3-4 lớp gì đó, mình sơn ở giữa thôi, còn hai lớp màu cuối cùng á mình sơn ra bên hông mà lên cuticle nhé. Học xong quên này thiệt các bà này thiệt á, video đâu, bữa quay video quá trời mà mình chỉ dip ở giữa thôi, cái dũa nào ạ? Cái dũa là cái dũa cây hay là cái dũa máy hay là cái chạy nhám hay chạy critical. Rồi nhớ rồi, ừ đó. Lúng. Nè, sơn ở giữa, dip không bị bè là phải sơn ở giữa 2-3 lớp clear. Ví dụ như móng ngắn thì mình sơn, mình cách hai bên hông ra cỡ chừng 2 phần thôi. Ví dụ như cái móng 8 phần thì mình cách ra 2 phần. Thấy không? Các em đang giũa cái này hả? Cái này hả? Hello Cường. Đây nè, có Cường anh chỉ luôn nè Cường nha. Hôm qua gửi cái hình cho anh đó. Mà đây là móng ngắn ha. Thì buộc á, em nhìn nè, hai bên hông quá. Hai bên hông này nè, anh chưa có đều nè, thấy không? Em để cái giũa vô giũa. Đây nè, thấy không? Em để cái giũa vô giũa vậy nè. Nhưng mà cái tay này em phải vịn ở đây, không có để cho cái cây giũa này nó bị phạm cái móng tay khách. Ok. Xong, mình để thẳng rồi. Thì bên đây á, cái phần này nó còn bè nè, phần bên đây nó móp nè, thấy không? Thì bên đây em nhìn nè, nó sẽ bẻ qua bên đây. Xong, cái mình sẽ giũa ở dưới lên một chút xíu, mình sẽ đặt ở bên đây, mình xéo qua một chút xíu cho nó đều, mình để như nè ha, mình đo nè, thì bên đây mình xéo qua chút xíu, giũa luôn, để nhớ để cái giũa thẳng nè, một là mình đẩy lên trên, mình đẩy lên trên chứ mình không có đụng cái đầu móng nha, thì mình giũa cái phần đầu móng lại, mình canh cái phần đầu móng lại, để nhích qua bên đây mới được. Đây cái phần đầu móng nè, em nhìn nè, phải ráng giũa cho thiệt là thẳng cái phần đầu móng ha. Đó. Mình giũa lại bên đây chút. Đây. Đó. Xong mình sẽ quay cái tay khách lên. Cho em để xa ra chút nha. Mình giũa cái tay khách đây nè ha. Đó. Chị nhìn nè ha. Thì bên đây nó hơi bị méo nè. Thấy chưa? Đó. Không có thuận tay, không có để camera cho anh chị thấy được. Đây anh chị sẽ thấy ha. Đó. Cái shape nè, cái shape móng ngắn nè anh chị ha. Thấy rõ không? Đó. Là nó thon, nó gọn cái tay ha. Còn cái này cũng vậy nè, anh chị thấy ha. Cái này nó cũng bị méo bên đây nè. Mình sẽ giũa xuống cho nó thiệt là thẳng. Hai cái phần đầu này là anh chị thấy ha, hai cái phần đầu này là anh chị không được giũa mà bẻ qua cho nó tròn, để khó phần xếp mà nó ấy mà. Thôi em sẽ làm nhanh một chút xíu nha, khách này hơi lớn mà khách này cũng là móng ngắn, lâu lâu được một con nên là em sẽ làm nhanh. Ok, ừ, em hiểu anh sai cái gì chứ Cường? Cường ơi, em hiểu em sai cái gì chưa? Thì hôm qua anh nói đó, khi mà em làm cái tay của em đó, em phải chụp hình lại để em ngồi em nghĩ. Ví dụ như cái critical em không đẹp hoặc là cái shape em không đẹp, thì em coi lại cái livestream của anh hoặc là em coi lại cái bất cứ cái livestream nào mà người ta, em cảm thấy người ta vũ shape đẹp á, là em để ý em coi kỹ thiệt kỹ ha. Okay, mình sẽ dùng cái đầu giũa này, mình sẽ chạy. Thứ nhất á, cái đầu giũa nào, bất cứ cái đầu giũa nào lục, như cái đầu giũa giống vậy nè, lục cỡ nào lục, anh chị giũa nếu mà không khéo thì cũng bị chảy máu thôi ha. Nhưng mà có cái đầu giũa mà em đã chỉ cho anh chị cái like trước á, là cái đầu giũa đó chắc chắn là không bị chảy máu đâu, em bảo đảm với anh chị luôn.
Còn cái này á, em không đắp clear là tại vì sao? Tại vì em rửa rất là ít. Nay em chỉ chạy critical nhẹ. Đó. Xong. Anh chị thấy ha, em không có rửa nhiều. Vì cái này là lý do mà em không có cần dùng clear nha. Đó là cái lý do mà em không dùng clear nha anh chị nha. Em rửa rất là ít, còn anh chị rửa nhiều thì gai xương rồng mimi là sao? Gai xương rồng mimi a à, hi hi đồ ngốc. Không hiểu luôn. You can you be busy today? Ma'am. You be busy today? You okay? Đóng chứ. Ok. Mình rửa rất ít, mình để nhẹ lắm nha, chứ mình không có đè ha. Đó, anh chị thấy ha, nó không có bị mất cái ombre. Từ đâu người ta? Làm hết á. Đó, mình rửa xuống nè. Đó, xong. Chị thấy ha. Nè, đầu mỏng nè ha. Mình sẽ bỏ vô chạy nhẹ sơ qua một chút xíu cho nó mỏng nè. Đó, mình muốn mỏng nữa thì mình chạy ở trên đây chút xíu thôi nha. Tiếp tục. Nhớ nha, để giữa là giữa cho nó thẳng cái mặt mình để méo cong từ tẻ qua critical. Mình phải quay cái tay thấp theo cái hướng mình muốn nha, chứ không phải là cái tay thấp để vậy cái mình cúi xuống mình theo. Thật sự là mình giữa cái này là mình theo cái thế của mình, chứ không phải là theo cái tay của khách để ở đâu nha. Còn mà với cỏ đắp của anh dùng bao nhiêu à? Đầu mài á hả, đầu mài này anh chị, thật sự là nếu mà anh chị nào mà dùng rồ rồi á thì anh chị có thể dùng cái đầu mài này. Còn nếu mà anh chị mà giống như kiểu mà chạy chưa có giỏi đó, chưa có rành đó, thì anh chị nên mua cái kia ha, nên mua cái đầu dũa mà mai cái like trước mà em chỉ đó, nên mua cái đầu dũa đó về để mà dũa. Cái đầu dũa này rất là bén anh chị nha. Thì em khuyên thì cái đầu dũa này rất là bé, tại vì em chạy sao cũng được hết. Đầu dũa kia em mất rồi nên là em, cái này là mình không có bán nha, cái này là anh chị có thể lên website order là notpolish.com. thì cái đầu dũa kia thì 30 đồng một cái. How are you, Emmy? Good. Chắc mẹ không thấy hả? Xong. Đắp rồi là xong. Chị xem cái màu ha, lường hương ly tên lạ mà đẹp thế. Màu quá thả thính khắp nơi. Good. Okay. Mình sẽ phủi cho nó sạch sẽ, mình sẽ mới sơn top coat nha. Quá xuất sắc luôn, coi được học rất nhiều, cảm ơn. Dạ, thank you chị Hán hay không? À, cái này thì mấy cái basic cơ bản thôi, nói chung.
nó không có cái gì mà gọi là anh cho anh cộng 12 cộng 14 mà em nên mua cọ 12 đi em, tại cọ 12 anh Thư rồi, cọ 12 anh Thư em mới lấy cọ 14 anh đắp đó. Đây là mình sơn lên, đây mình sơn sáp khi đi cột hả. Đây chị ha, đây hai cái khóe đó nó thon xuống ha, nó làm cho nó thẳng đều đẹp xuống đó không, rất là đẹp ha anh chị ha. Thì mình sẽ bỏ oil lên một chút xíu rồi nó sẽ ấy. Không, anh khuyên nha, nên dùng cọ 12 thôi. Thật sự là nói thì cọ 12 á, anh đắp bất cứ cái móng dài nào cũng được hết. Nhưng mà đụng cái móng ngắn này mà cỡ mà ấy, cái cọ dài thì coi như xong. Đây anh chị ha. Lúc vũ xong anh không cần cho khách đi rửa tay. Tại vì anh chị biết sao mà em không cho đi rửa tay không? Cái nước, cái lúc mà mình đi rửa tay đó, lúc mà mình chưa có nó không có chùi khô được đó, thì bắt đầu cái nước nó ẩm lên cái móng tay thì cái nước thấp khớp này nó rất là dễ bị rút ha. Mình để cho nó khô như thế này thì cái thấp khớp thì chắc chắn nó không có bị rút đâu nha. Muốn order luôn nhé, gọi cho em nha, rửa xong mình cho khách rửa tay có được không? Thật sự mà nói thì rửa tay được, nhưng mà phải bắt buộc là phải rất là khô. Khi mà nó bị ẩm anh chị sơn lên á, nó rút dễ lắm. Khi mà anh chị sơn treo anh chị để ý nha, anh chị bóp vào xong anh chị sơn á, nó sẽ đẹp. Ok nó sẽ đẹp, giống như anh chị để vậy sơn lên thì nó thứ nhất là nó chắc hơn, thứ hai là nó sẽ đẹp, nó không có bị, nó đều màu hơn, nó cái màu nó bám hơn. Còn lúc mà anh chị sơn mà giống như kiểu mình đi rửa tay đó thì nó dễ bị rút màu lắm, nó rất là dễ bị rút màu. Thank you anh Long, how are you anh Long? Dạ cứ inbox cho em thoải mái nha, bất cứ cái gì hỏi em cũng được, bất cứ cái gì nha. Nhiều lúc khách hàng họ giống như anh chị, mà anh chị hỏi em đó, em sẽ trả lời còn hơn là giống như những cái người bạn hoặc là ông chủ em nhắn tin cho em nữa. Thật sự là tin nhắn em không trả lời đâu, nhưng mà khách hàng là em trả lời ngay à. Cũng không phải, không những là khách hàng nữa, giống như ai xem livestream thì em trả lời thôi, không biết gì hỏi thì em vẫn trả lời thôi. Anh cho cộng 12 không bán em một cây bấm giùm luôn hả? Chết mẹ rồi, cộng 12, thật sự là cộng 12 chưa có về Cường ơi. 2 tuần nữa nha cưng. Ok, put on the line. Xong mình sẽ bỏ oil và cho anh chị em xem cái màu rất là đẹp, màu tuyệt vời. Đây mình sẽ bỏ oil. Mấy anh em bận quá, thật sự là không có like cho anh chị, với lại có tùm lum chuyện hết nên là chưa có like được cho anh chị nhiều. Mấy này là mấy cái design cũng rất là đẹp nhưng mà không có like được. Thật sự là design em nản like lắm anh chị, rất là nản. Tại vì thứ nhất là làm design mình tập trung dữ lắm, với lại nó bị cái điện thoại này nó bị che con mắt đó. Đây ha anh chị ha, sẽ nhìn nè, cái xịt bị lạc nữa. Cái tay này thì nó bè, nó thô lắm anh chị ha, nhưng mà mình làm cho nó gọn đẹp thôi. Nói chung là anh chị sẽ nhìn nè,